À, chặt đó đó. Ôi má. Hello các bạn, hôm nay mình làm cắt tập bông sàn. Tập tôi nha. Chào cả mọi người nha. Thì ba anh em đang chặt đó đó. Ôi má. Sao? Không sao. Đau lắm. Không sao. Đau lắm. Không sao. Đau lắm mà tỏ ra đều đau. Dạ. Tụi em đang chặt tầm vông để lên lót cái sàn ngồi cho cái chòi. Chưa chiều giờ tụi em chặt được tầm hơn chục cây, 20 cây không? Mà không có pin quay cho nên đi chặt trước. Giờ mới quay được. Giờ cũng trễ rồi đó. 6 giờ rồi. Được không mày? À. Làm gì vậy? Cưa. Thôi mọi người coi nè. Nấm mối nè. Phát hiện trễ quá. Tàn rồi. Đang mới lú ra luôn rồi. Cũng ghê vậy. Nấm mối. Dưa có mặn không anh? Có mấy cái. Nè. Chơi đi mặn ơi. Ây da. Nghe nói mốt cái suối này là giải tỏa làm nước thải cho cái gì? Công ty. Cô Lan hả cô Lan? Nãy giờ đeo khẩu trang đâu biết đâu. Nãy giờ cô đeo khẩu trang cô đâu biết đâu. Dạ con làm cái sàn chòi của Lan. Cái sàn làm cái sàn á. Dạ. Mà kiên căng quá. Chặt đây. Ôi mũi kiến quá trời. Đây nè. Mang tầm vông nè. Mừng quá trời luôn. Mà bị chơm hết rồi. Mũi kiến vòng vòng quá. Ui da. Ui da. Gì nữa. Có mấy mặn thúi à. Búp này còn nhỏ quá. Không biết chờ cho lớn kịp không. Đây nè. Mà búp đang chồi nè. Búp này thúi à. Hồi này có cá mà giờ chưa có dịp đi nè. Bữa nào đi chích. Kiếm máy nữa. Sao rồi mạng? Ổng mạng. Cưa lồi đít luôn à. Cưa lồi đít luôn à. Đèn chói mạnh. Kéo sao? Đây đưa cưa tao làm. Kéo được không? Chết tao anh. Mang. Mang. Dữ ạ. Một áo 1 tiếng ấy hả? Dạ gì phát quang hả? Sáng sáng kìa áo à, chữ Adidas. Dữ ạ. Chụp sơ đi. Chụp sơ đi. Chùm sao đi. Nghe tên khớp liền. Chùm sao đi. Kiến đâu mà cắn từ háng cắn ra tới ngoài luôn ta. Bò dưới chân bò vô. Bò
quá trời luôn, chân cắn muốn khùng luôn. Đút vô cũng được, cái tịch luôn. Ừ. Đút vô khó lắm. Không phải muốn đút là đút rồi. Phải chờ cho phép mới đút chứ. Dạ. Cái này nè. Cái này ngoài này để tôi cắt. Tối rồi, sụp tối rồi. Mình con thấy mệt nha. Này ra nè cùi. Ha. Mày ô. Đấy lại. Miếng đen cắn không má thì cắn khùng. Coi. Qua dữ. Yum yummy. Khá mệt hả mình? Vô giả vờ đào cái hố xong bỏ con tôm hùm vô cái xong rồi. Đang đi chặt tầm dâu nhiên thấy con tôm hùm hả? À? Bắt được tôm hùm. Bắt tôm hùm đào nghi móc được cái nấc làm cái cục khủng luôn à. Coca ấy. Má nó gì ghê mà. Cái bự nhất kìa. Đâu mạnh bự ta. Con vịt chim bro. Trời đồ cũng màu xì luôn trời ơi. Bởi vì kiến cắn đâu chịu nói. Kiến vô cái đụng á. Cái này là kiến. Tập cái này nè. Chặt đi. Thì cái này bữa nào làm kênh YouTube mạnh mạnh tù tội vô dỗ ăn mì gió rồi. Quay em quay ba quay cô quay là xóm cái đường quay mày mới về đời cũng thấy lạ. Nụ mặc bộ đồ này đi ăn trộm chứ không ổn. Vô đèn cái thấy mẹ đang ngồi đâu luôn à. Mày ơi nè mày. 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 Chặt cây đủ mấy kiểu gì ấy. Hai lần. Đứt mẹ luôn. Ổn không mày? Má đứt mẹ cái lưỡi kia mẹ rồi. Lưỡi gì? Đâu rồi? Cái cô đâu? Ra mồ đi. Rồi xong. Má. Tất nhiên là phải cái này. Đấy, không vứt ra. Đấy, chặt ra. Chặt cái này đúng không? Ừ. Thôi đưa cưa chắc đi. Cưa được lên. Ừ. Là B là phải đổ ngược lại, ừ. Đổ cưa lại hiểu không? Đấy. Ừ. Đẳng cấp gọi là chặt. Cưa không được thì cạp. Đẳng cấp rồi phải vậy nè. Ơi. Xin không mà nè. Dữ á. Trời ơi. Sông nước hữu tình, sông nước hữu tình. Bình yên đến lạ quá. Đi. Đây ạ. Vừa đấy. Tôi thui rồi đó. Đấy. Mệt đó hả? Nhỉ mặt. Chắc cái này thôi nghỉ mãi. Túi hả? Ở xuống tao pha ly cà phê đi suốt ngồi tâm sự đời. À. Giống. Đúng không? Bên kia sáng. Bên đây tối thui. Kiểu như thế giới anh em mình chỉ có màu tối thôi mạnh. Mày gọi bên này bên kia như hai thế giới. Ừ, hai thế giới mình tối. Địa ngục giờ Trần gian hả mạnh? Khi tôi sinh ra rồi ông trời đã biết khóc rồi. Cái gì ta? Khi ta ra đời ông trời cũng phải khóc. Oh. Những câu nói của dân chơi thời 9x. À, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đức, từ ô tô quán. Shit. Thấy cơ.
Lô ruột đó mày. Gì vậy? Ổn mày. Trói mắt chiếc. Trời ơi, chịu ơi, cố thủ chứ sao. Mày làm gì vậy? Đâm lộn. Cái chừng vô đầu tao nè. Nè đi chứ coi, chỗ nè đi. Rồi rồi. Đây đây. Cái chân mày chọt. Nè bạn ơi. Ôi da, ôi da. Thằng mạnh. Ừ. Cho vô xíu nha. Ý là nè, cho bằng này nè. Cho lú ra xíu. Ừ. Rú ra mắt đúng không? Rú ra cây xíu á. Đúng không? Cây này nó dâm rú ra mấy phần á. Rồi lỏ. Ừ. Ừ. Rú ra cho nè. Rú ra cái cây này nè. Nha mày. Nếu chặt từng cây cho chắc thì chặt hơi nhiều á tiếng ha. Nếu mà chặt từng cây á. Gì vậy? Cái tay à? À, vất vả lắm á. Anh nóng rồi đó. Mày cứ đẩy qua bên đây nó được rồi thôi chứ mà tao biết đường nào rồi. Chưa? Chưa? Mấy cái dưa này múc làm gì vậy? Mày dài không? Qua được bên kia không? Đủ được không kìa. Giờ mà còn kiến nữa trời. Ngồi gắn lên đi. Ừ. Vỗ đầu đi tới rồi. Thông minh thất thường. Giờ. Ôi. Cây này sao không queo vậy? Đóng đinh vô hết rồi. Cưới đi. Phải không anh? Cưới đi, cưới tới đâu. Không, mà mốt mình có dán ép mà lo gì. Đúng không? Mốt mình lên xin âm thanh dán ép. Còn nhiều. Ở đâu mà nhiều? Nè, đây 2 cây nè đúng không? Đây nữa nè. Ừ. 5 cây nữa. 5 cây là 7 cây nữa. Bóc mấy cái này để ghim xuống mốt là không được luôn.
Bóc mấy cái này để chàng chàng vậy nè, mốt làm đường luôn. Mình không có kinh nghiệm làm sao được làm hết. Rồi. Cười phết đấy. Thôi tụi em dừng tại đây nha mọi người. Mai tụi em quay tiếp. Kiếm món gì đó quay cho mọi người xem. Đó rồi, hút thuốc cái rồi, không lo chạo đâu.